mang video cái này đợi nhiêu anh? Mới hết làm hôm nay. 21 hả? 21 là 4 luôn. Quá đẹp. Xài chung động cơ với dầm cho nút đó nè, có 3 giây tắt máy nữa nè. Chung nồi zin thì nó chạy cũng theo zin thôi, nó không có mạnh nữa, nó có cái thắng cái tài nữa nè, dài ra nó thắng nè, thấy không, bóp nó nhảy ra nè. Rồi màu nó 140 rồi, cái này 3 giây tắt máy là mình dặn cái là nó nổ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nồi nó ra làm lại, nó ngon hơn, nó mạnh hơn, nhìn ra nó bốc lắm. Đây chiếc Honda Beat 2020 Indo nha anh em. Đó, chung là nhìn thấy là nó đẹp hơn Vision của Việt Nam mình nha. Tổng thể đèn là 3 bóng, cái cốt là 2, một pha là thêm cái giữa nữa. Xin nhanh nè. Có xài đầy từ luôn, cái lốc máy lớn hơn chiếc đầy cũ, với lại nó xài nồi của Vario luôn, cái lốc máy nó bự hơn nên nó to lắm, đẹp. Đây để cốp ở đây, đầu cũng ok. Đời là tháng 8 2020 luôn. Nói chung xe đầu đuôi gì cũng đẹp hết rồi nè, thì nó liền hơn Vision của mình nhiều, cũng xài có đầy từ luôn, có hấp sạc điện thoại luôn rồi, mồi thuốc lá mà nhỏ mà có vỏ, không máy nhẹ cho nên nha, cái nồi nó không có xào nha nè, im hơn Vario luôn. Giá nó khoảng từ 40 tới 36 tùy thời điểm, đồng hồ nó có lên tốc độ và hiển thị đầy đủ giống Vario. Xe này zin nha anh em, mới mua 300 mấy cây. Rất là thích cái chỗ này, nó rất là đẹp. Rồi cái thắng nó có chế độ gài thắng tay, mình khi mà đau dốc á nó đứng lại nó không có bị, mình bóp cái là nhảy ra. Xe đồ chơi rất là nhiều, mỏi về đồ đen đẹp hết. Cái chiếc đợt bít đời trước nó đã đẹp rồi, mà chiếc này nó hoàn thiện hơn, đẹp hơn nhiều luôn. Có học đời đồ này nữa ha,
anh em bỏ lò nước điện thoại rồi kia rồi được hết, nguyên cái dài nó bỏ vừa luôn á. Ừ. iPhone hay Samsung Galaxy S rồi bỏ hết được hết. Phục nó là rất là xịn sò nha anh em, nhúng rất là êm, nói chung là nó ngon hơn hẳn cái Vision của mình. Vision Việt Nam không có cỡ bằng nó đâu, rất là nhẹ, mạnh hơn luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Mình review nhẹ con Honda Beat 2020. Đây là tiếp tục buổi chiều vận rộng cho anh em thắt mới, cái thắt cũ, cái thắt về đầu. Bên lì, bên lì. Cho mây, xin cho nó mới. Làm rồi lại cũ các loại xe hết nha. Cố gắng làm thủ thùng xe cho anh em đuổi luôn. Đây, tiếp tục buổi trưa cái thác Bạch Trâm Center chờ xin lít là 4 chiếc 300 luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.